Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, vùng Tây Nguyên không chỉ nổi tiếng với cà phê, hồ tiêu mà nuôi trồng thủy sản cũng đang là hướng phát triển kinh tế được người dân nơi đây thực hiện. Đã có nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản thành công, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và kinh tế nông nghiệp của địa phương. Không chỉ làm đa dạng cơ cấu vật nuôi mà còn trở thành mô hình điểm để bà con học tập và nhân rộng. Phóng sự sau đây sẽ phân tích cụ thể hơn về tiềm năng và hướng phát triển các loài cá có giá trị cao tại khu vực Tây Nguyên trong thời gian gần đây. Ngay sau đây mời quý vị và bà con cùng theo dõi chương trình. Khu vực Tây Nguyên hiện có hơn 56.000 hecta mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, nhiều công trình thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ tạo nên những hồ chứa nước lớn có thể phát triển ngành nghề thủy sản. Tuy nhiên, nghề nuôi trồng thủy sản ở đây vẫn phát triển chậm, chưa tận dụng và phát huy hết tiềm năng của vùng. Hiện diện tích đã nuôi trồng thủy sản của 5 tỉnh Tây Nguyên chỉ mới đạt hơn 17.000 hecta. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, tình trạng kém phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản trong những năm qua là do trình độ và phương thức canh tác nuôi trồng còn nhiều hạn chế. Người dân nuôi một vụ khai thác vào cuối năm, còn lại diện tích mặt nước bỏ hoang. Cơ sở sản xuất giống, dịch vụ nghề nuôi, sản xuất thủy sản còn nghèo nàn, lạc hậu, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người nuôi chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Việc nuôi thả còn mang tính tự phát nên không đem lại hiệu quả. Gia đình ông Trần Huy Nghệ là một trong những hộ tham gia mô hình nuôi cá rô phi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá được thả với mật độ 3 con trên 1 mét vuông. Đến kỳ sẽ ghi sổ theo dõi, kiểm kê thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng xử lý. Mặc dù chậm lớn hơn so với cách nuôi thông thường, nhưng bù lại, cá khi xuất bán có thịt chắc, thơm, giá bán khá cao nên hiệu quả kinh tế tăng thêm. Gia đình thì phát triển kinh tế tốt bởi vì là vào hợp tác xã thì là được về học hỏi về kỹ thuật nuôi trồng, giống má thì cá là vừa bán vừa cấp, giá nó đúng giá. Chúng tôi thì cũng đã thực hiện các cái quy trình mà được bên chỗ cái chương trình Việt Gáp đã cung cấp và hướng dẫn để cho các cái hộ tham gia cái nuôi trồng thủy sản và cái cá thương phẩm này để cung cấp cho thị trường. Cái cục thủy sản là cũng hàng năm là đều tổ chức về vấn đề cái tập huấn về vấn đề cái chăn nuôi về vấn đề thủy sản cho bà con. Chỉ tính riêng tại Đắk Lắk có đến hơn 700 công trình thủy lợi, hồ chứa tạo nên sự đa dạng các loại mặt nước. Để tận dụng tiềm năng này, nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình nuôi cá lồng bè. Điển hình ở khu vực hồ thủy điện Srebok-pa đã hình thành một hợp tác xã đang nuôi hơn 70 lồng các loại cá như chép, diêu hồng, rô đầu vuông. Mỗi tháng cung ứng ra thị trường trên 100 tấn cá thịt các loại. Trên hết các hộ nuôi cá này, một hộ thì khoảng chừng mười mấy 20 tấn, thì ước tính ra thì một ngày anh em một tháng thì vẫn có được 20-30 triệu. Song song đó, các dịch vụ trải nghiệm chăm sóc cá lồng bè, câu cá trên sông cũng được đưa vào hoạt động và được nhiều du khách đánh giá cao. Điều này đã góp phần tăng cường liên kết ngành du lịch và nông nghiệp, hình thành chuỗi giá trị dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao, phát huy lợi thế ngành nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nông hộ ở Tây Nguyên vẫn phải nhập cá giống trôi nổi trên thị trường. Bên cạnh đó, thức ăn cho cá cũng phải mua từ các tỉnh thành ở xa. Do vậy, việc nghiên cứu nuôi cá bố mẹ để sản xuất trứng tại chỗ, cũng như đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây cũng là mục tiêu mà các địa phương khu vực Tây Nguyên hướng đến. Trung tâm này là nơi cung cấp nguồn giống thủy sản cho người nuôi trong và ngoài tỉnh Đắk Nông. Nguồn giống cá bố mẹ được tuyển chọn từ hệ thống giống của Viện Nuôi trồng Thủy sản 3. Hiện trung tâm có đủ các loại cá phù hợp với khu vực Tây Nguyên như diêu hồng, chép, rô phi. Cá được nhân giống tại chỗ, quen với môi trường nước địa phương nên khi đưa về nuôi khá thích hợp.
sản xuất giống thì áp dụng theo các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các cái tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra con giống đạt chất lượng cao, sinh trưởng phát triển tốt và có khả năng thích nghi tốt với cái điều kiện tự nhiên, cung cấp con giống cho đối với người nuôi là thấp hơn giá thị trường. Cái thứ hai nữa là ở trung tâm sẽ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tới người dân khi người dân mà có nhu cầu, ví dụ như là khi mà xảy ra thiên tai dịch bệnh thì cán bộ trung tâm sẽ sẵn sàng có cái biện pháp kịp thời của người dân để khắc phục. Thực tế hiện nay, việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở khu vực Tây Nguyên còn hạn chế về các mặt quy mô, đối tượng, năng suất. Đồng thời, các mô hình nuôi vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đầu ra của sản phẩm. Lo từ khâu giống cho đến khâu cuối cùng là bán cái sản phẩm của họ, mà cần phải thiết lập những chuỗi liên kết, những chuỗi giá trị để có thể là có được sản lượng lớn nhưng vẫn đồng nhất về chất lượng, phải được đào tạo bài bản. Chúng tôi cũng đã làm việc và hướng dẫn các cái địa phương để hỗ trợ tạo điều kiện hình thành các cái hợp tác xã, cái tổ hợp tác để liên kết các cái hộ lại, và từ đó là chúng có cơ sở để chọn những cái giống mà nó phù hợp ưu thế. Rồi, thứ hai nữa là ứng dụng các cái quy trình kỹ thuật chuẩn. Đồng thời, ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên cũng đã tăng cường khuyến cáo đến bà con một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, thường xuyên tổ chức lấy mẫu quan trắc môi trường nước nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người dân để chủ động trong việc lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Không chỉ thành công trong việc nuôi các loại cá thương phẩm, các tỉnh Tây Nguyên còn thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao để nhân giống và nuôi cá tầm lấy trứng đen. Trứng cá tầm đen caviar hiện có giá trên thị trường dao động từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ một ký. Với khí hậu tự nhiên thuận lợi, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, cơ sở ươm giống cá tầm tại đập tràn Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ấp nở làm giống thành công giống cá tầm Nga và sản xuất trứng cá đen caviar. Hiện đây cũng là nơi duy nhất sản xuất giống cá tầm tại Tây Nguyên. Từ những con cá bố mẹ mình nhập về từ những năm 2007 đã nuôi nó lên và mình lấy trứng này, lấy tinh này, mình thụ tinh, mình ra ấu trùng này, và từ ấu trùng đó thì mình nuôi lên thành cá thương phẩm. Rồi từ con cá thương phẩm đó thì mình lại làm cá bố mẹ và mình lại sản xuất trứng ăn nữa. 100% nước ở đây là chúng tôi chỉ xài một lần mỗi ngày, đều có người kiểm tra liên tục và xem nó có bị bệnh hay không. Các phương pháp chữa bệnh đều được lên phương án từ trước và khi có bệnh là chúng tôi phải xử lý ngay. Hiện trứng cá tầm chủ yếu cung cấp cho phân khúc thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài vài tấn một năm. Đồng thời, mỗi năm trang trại nuôi cá tầm tại Lâm Đồng có thể xuất được khoảng 2 triệu con cá tầm giống, cung ứng cho nhu cầu nuôi cá tầm tại các địa phương. Phóng sự vừa rồi cho thấy tiềm năng phục vụ cho nuôi trồng thủy sản ở Tây Nguyên là rất lớn. Ngoài các loại cá chép, riêu hồng và cá rô phi, tại khu vực này cũng đang phát triển mạnh mô hình nuôi cá tầm mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Và trong tương lai, nuôi trồng thủy sản cũng sẽ trở thành thế mạnh trong phát triển nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững kỳ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại!